gắng thách hai biên dạy tân mến. Trải qua năm đời tháng chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Năm chọn tháng và tháng chọn ngày. Ngày hôm nay, ngày đành tháng tết, gia đình nhà trai và gia đình nhà gái đã thống nhất tổ chức buổi lễ đính hôn để tác hợp cho đôi tân nam tân nữ được kết tình trong năm nên nghĩa vợ chồng. Trở về tham dự chương trình buổi lễ đính hôn ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện sự góp mặt đông đủ của các cụ cao niên, các bậc bề trên đại diện thân tộc nội ngoại của hai biên giới, cũng như cô dì chú bác anh trẻ em nội ngoại, bạn bè nam nữ thiên nhiên của đôi tân nam tân nữ đã có mặt đông đủ để cùng chứng kiến câu chuyện tình yêu với bạn trẻ ngày hôm nay. Xin quý vị dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt để chào mừng. Lời thứ nhất là đại diện gia đình Quang Kim họ nhà trai được sự ủy quyền của bố mẹ thân sinh ra chú rể, được sự nhất trí của thân tộc nội ngoại trong gia đình sẽ có lời phát biểu để chính thức làm thủ tục trao các phần sính lễ. Và trước khi đến với thủ tục trao sính lễ thì xin mời ông trưởng đoàn gia đình nhà trai cùng giới thiệu thành phần đoàn đại biểu của gia đình nhà trai để hai bên gia đình chúng ta tiện giao lưu bàn bạc câu chuyện. Trân trọng được kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác nội ngoại của hai bên gia đình. Hôm nay qua quá trình cháu Hoàng và cháu Trang quen nhau làm bạn tìm hiểu một thời gian, các cháu cảm thấy hợp nhau, các cháu đã báo cáo bố mẹ của hai bên gia đình và được sự đồng ý của hai bên gia đình. Hôm nay ông bà tại có cái lễ ăn hỏi và lễ dựng cưới và lễ xin dâu thì trước tiên xin thay mặt mọi người trai và gia đình của Quang Hải có lời chào trân trọng nhất tới tất cả các cụ, cô, các bà, đồng ngoại của hai bên gia đình. Và bây giờ thì xin mời các cụ, các ông, các bà uống nước xong rồi để tiếp vào phần chào lễ, làm thủ tục lễ thì cháu xin giới thiệu bên nhà trai có đầy đủ gồm các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác, đồng ngoại của hai bên để xin hết. Vâng, và xin quý vị một tràng vỗ tay đồng nhiệt để cảm ơn gia đình nhà trai. Kính thưa quý vị, về với gia đình Quang Kim hoặc là gái ngày hôm nay, gia đình nhà trai gồm có các bậc đại diện các cụ cao niên, đại diện thân tộc nội ngoại của gia đình đã có mặt đông đủ trong ngày vui hạnh phúc của đứa bạn trẻ ngày hôm nay. Tiếp lời ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai, chúng tôi trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái được sự ủy quyền của bố mẹ thân sinh ra cô dâu, được sự nhất trí của thân tộc nội ngoại trong gia đình sẽ có những phát biểu trước là giới thiệu thành phần đoàn đại biểu của gia đình nhà gái, sau là có ý kiến để chấp nhận các phần sinh lễ của gia đình nhà trai ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Thưa đại biểu, thưa toàn thể hai bên gia đình họ nhà trai và họ nhà gái, và vừa rồi chúng ta cũng đã được nghe lời phát biểu của một vị đại diện cho họ nhà trai vừa phát biểu, được sự ủy quyền của bố mẹ cháu Trang, tôi thay mặt cho gia đình họ nhà gái lời đầu tiên xin gửi đến toàn thể các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu và của hai bên gia đình một lời cảm ơn chân thành nhất, và chúc toàn thể các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè của hai cháu có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Và về phía họ nhà gái thì chúng tôi cũng xin giới thiệu với các cụ, công, các bà, các bạn trai là có hôm nay là có bà nội cháu, bà nội đứng đây là hay bà nội của cháu Trang. Vâng, xin mời bà mời cháu ạ. Và bên ngoại thì có bà ngoại của cháu là mẹ đẻ ra cháu Trang đấy, là bà bên bà ngoại. Thế còn tôi xin báo cáo với các cụ, công, các bà là ông nội và ông ngoại cháu thì cũng đã mất rồi. Thế chỉ còn có ba lộc bà, toàn thể các cụ, công, các bà bên nội bên ngoại là cũng có mặt đông đủ về dự cái buổi lễ an hỏi của cháu Trang ngày hôm nay. Thế bà cũng thay mặt cho họ nhà gái xin nhất cái lễ coi như là của các cụ, công, các bà bên họ nhà trai vào một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn tới toàn thể các cụ, công, các bà đã bớt chút thời gian về giữ cái buổi ăn hỏi của
hai cháu ngày hôm nay thay mặt cho hội nhà gái xin hết. Thì cũng xin phép các cụ là thôi thì cháu đại diện cho gia đình họ nhà trai và cũng xin ông đại diện cho gia đình nhà gái tức là lên nhận cái lễ ăn hỏi của gia đình nhà ông bà Khải. Thế thôi chứ còn bởi vì là cái lễ này là rất là nhiều cho nên là có vẻ như thế rồi và tôi gọi những tượng trưng với mình nhanh nhỉ, không biết thế. Vâng ạ, xin mời hai ông trưởng đoàn sẽ cùng nhau bắt tay một cái để kết tình giao huyết giữa hai bên gia đình ạ. Chúng ta vỗ tay đồng nhiệt để chúc mừng gia đình nhà trai với đầy đủ các thủ tục lễ nghi theo đúng kiểu lễ mọi trường hợp của hai bên gia đình cùng có vẻ sẽ cùng bước lên phía trước khu vực sân khấu để làm các thủ tục trao và đón nhận các phần sở xin cũng báo cáo với các cụ bây giờ đã có mặt ở dưới này.
cũng như thời gian giờ lúc này giờ mà từ nhà trai thì đã thương chuyện. Xin được mời công chúng tôi chúng ta bàn bạc cùng biết trong buổi lễ ngày hôm nay. Là mẹ của bố mẹ của cháu Trang là có nhân của họ nhà trai có một cái lễ hồng thì ý kiến của bố mẹ cháu là sẽ trao cho hai cháu là cháu Hoàng và cháu Trang cái bà cho đây để nhận cái Trang vào đây Trang ơi. Lễ hồng và ngày hôm nay gia đình nhà gái đã chấp nhận giờ phút này bố mẹ của cô dâu sẽ trao tặng lại phần quà đó để phát vốn cho hai con. Và xin được mời bố mẹ sẽ trao tặng những tình cảm của gia đình với phong bì lễ hồng ngày hôm nay trong buổi lễ đính hôn để dành tặng cho hai con như là để phát vốn cho cô dâu và chú rể. Và xin quý vị một tràng vỗ tay trầm nhiệt để chúc mừng. Để chúc mừng buổi lễ đính hôn của hai bên gia đình đã thành công tốt đẹp. Và trân trọng được kính mời quý vị đại biểu khách quý, các bậc đại diện của gia đình nhà gái ít phút nữa sẽ cùng với gia đình nhà trai chính thức đưa đôi bạn trẻ về với gia đình nhà trai để đọc thủ tục buổi lễ đính hôn tại gia đình quan viên họ nhà trai cũng như tham dự đại tiệc mừng lễ đính hôn của hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời.